mới qua 20 tháng 10 được một ngày nhưng những dư âm vẫn còn tràn lan trên các trang mạng. Người qua tiếng tưởng người chơi trai tặng, người được thể nói xấu chồng, người lại kể đủ mọi kỷ niệm đáng nhớ gắn với ngày đàn bà Việt Nam. Nhưng tất cả đều trở nên mờ nhạt sau khi đọc được tâm sự quá sức tréo ngoa của cô bà xã này. Em thách các thể loại qua tiếng tưởng nào hoàn tráng được như em đấy. iPhone 11 chưa là cái gì nhé. Mà em cũng nói luôn, em chả phải phụ thuộc đứa nào tặng, em tự tặng mình đấy, vì thấy phiên bản thân quá xứng đáng. Bài đăng của cô bà xã trên một diễn đàn. Nghĩ mà cay lắm các chị à. Thằng chồng em người con trai cả khu phố ngưỡng mộ. Ra ngoài giỏi kiếm tiền, về nhà thì chiều bà xã con nhưng mà bản chất chỉ giỏi làm màu. Nó phản bội em 2 lần rồi nhưng chỉ có bà xã chồng biết với nhau thôi. Cứ được vài ngày là xin tha thứ các kiểu. Em nghĩ cho con với thấy phiên bản chất nó cũng cần cù nên em cho cơ hội. Ngay sáng hôm qua, nó bảo em đi liên quan hội người chơi cũ, có đứa ở nước ngoài về. Trước khi đưa nó còn dặn em là, nay 20 tháng 10 bà xã cứ xỏ tẹp đi. Thích buôn bán gì chồng duyệt hết. Vì là chủ nhật nên em cho 3 đứa con sang bà ngoại chơi. Dứt chúng nó ở đấy em lượn dòng phố xem có gì hay hay. Thôi thì chả được chồng tặng qua tặng tiếng tưởng nhưng chồng tuyên bố thế là đủ phấn khởi rồi. Đúng là định mệnh. Em vừa thò đầu ra đường thì gặp đứa người chơi, nó rủ đi xem phim. Từ ngày lấy chồng 7 năm trời em không biết xem phim ở rạp là cái gì. Vậy là ăn uống chấm dứt bọn em rủ nhau đi xem phim. Vào rạp được một lúc thấy bóng dáng quen quen. Con người chơi em bảo ai như ông Giang nhà mày kìa, cũng đi xem phim thế hệ kinh chứ. Em không tin nổi vào mắt mình, đúng thằng chồng em thật. Nhưng bên cạnh nó là con trai. Càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, em không tập trung xem nổi phim nữa, cứ rập rình xem có con nào xuất hiện không. Nay rạp lại đông thế hệ khổ chứ. Gần hết thì em đi vệ sinh, lần đi vệ sinh quá đắt lạnh khi nắm gọn 2 đứa gian phu dâm phụ. Chuyện như phim ấy các mẹ à. Con nhân viên quán em, nhìn thấy em phát tái mét mặt là em đã thấy lạ rồi. Trước khi em tự bồn vệ sinh đi ra thì nghe nó trả lời người chơi rõ ràng là đi xem phim với người yêu. Con bé kia còn gọi bà xã lão không biết à. Ảnh minh hỏi. Vì bị động nên nó rất cảnh, lẻn đi mà em không tìm thấy dấu vết. Rất may em nhanh trí bấm gọi con người chơi bên trong rạp theo sát mục tiêu. Ngay lúc ấy em đã định lao ra đánh ghen nhưng nghĩ cái mặt mình mai sẽ được share các mạng làng hội thì nhục lắm. Vậy là em nhấc máy gọi cho nó. Giọng em rất đanh, em lạnh lùng bảo nó, em ngủ trưa vừa dậy, em nằm mơ anh đi với con Tuyết. Anh cặp với con nhân viên đáng tuổi cháu mình. Nó cắt ngay lời em, đưa máy cho thằng người chơi không biết vừa kiếm đâu ra giỏi thật. Em cũng tuyên bố luôn, anh làm gì có lỗi sau lưng em nhất định em sẽ khiến anh sống không bằng chết. Tầm này em cũng chán hết rồi, một thằng chồng tha thứ 2 lần nhưng vẫn tiếp tục gái thì các chị biết rồi đấy. Mất mấy phút để trấn tĩnh em lao ngay về nhà, mở két rút cả cọc 150 triệu đi buôn bán. May cho nó hôm nay là chủ nhật không thì em cũng rút hết sổ để dành em đập phá luôn. Mình phải yêu đương lấy mình. Đừng tiếc tiền các chị à, không tiêu chồng nó cũng mang đi cho gái hết. Em đạp tiền con này rồi, mặc dù chưa có bằng lái và cũng chưa biết đi xe. Chỗ còn lại mai cho thằng chồng em nó đến trả. Dù chưa xác minh được tính chính xác của câu chuyện nhưng những tình cảnh én le thế không phải không thể xảy ra. Cách đương đầu của cô bà xã quả thật đáng nói. Đúng là khi người con trai đã coi nhẹ hôn nhân, không trân trọng tình cảm của bà xã con, gia đình thì thứ lạnh trị duy nhất bây giờ chỉ là kinh tế. Có lẽ vì cô ấy đã hy sinh cho chồng, cho 3 đứa con quá nhiều nên lần này cô ấy quyết chơi lớn. Thay vì đánh ghen, cô bà xã đã nhận ra một điều, với kẻ phản bội quá nhiều, đánh ghen chỉ là điều vô nghĩa. Không biết cô bà xã trong câu chuyện trên có tiếp tục tha thứ hay ly hôn nhưng thiết nghĩ, đàn bà chúng ta dù bị phản bội trong bất kỳ trường hợp nào hãy nghĩ cho phiên bản thân đầu tiên. Phải trân quý mình và tỉnh táo sáng suốt thì dù không có con trai, đàn bà chúng ta vẫn sống tốt.